Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Theo đó, trong trường hợp giáo viên 2 năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành, có kết quả đánh giá xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy, đồng thời được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định. Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong 2 năm liên tiếp có kết quả đánh giá xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại đánh giá công chức viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý, đồng thời bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp hơn. Tại thành phố Ninh Bình vừa diễn ra chương trình phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Tại buổi khám bệnh, các bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình khám, sàng lọc và tư vấn cho người cao tuổi các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, cách sử dụng thuốc, đảm bảo đúng chỉ định, liều lượng, đúng bệnh, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh, từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình khi giao mùa, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Công ty Dược phẩm Vũ Duyên đã tặng 150 suất quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2020. Khắc sâu lời Bác dạy, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, biết tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý. Những người lính ở kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm những công việc thầm lặng để giữ gìn bảo quản súng đạn, trang thiết bị, góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh. Làm việc ở nơi cách xa phố phường tấp nập, những người lính kho kỹ thuật thuộc Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hàng ngày âm thầm làm việc. Với nhiệm vụ quản lý, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh. Hàng ngày họ phải bảo quản, bảo dưỡng và quản lý một lượng lớn súng đạn. Công việc này đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao, cẩn thận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó yêu cầu an toàn kỹ thuật phải được đặt lên hàng đầu. Lòng yêu nghề, sự say mê với công việc luôn là yếu tố hàng đầu để những người lính kho hoàn thành nhiệm vụ. Thấm nhuần lời dạy của Bác về vũ khí trang bị kỹ thuật, bản thân tôi và các đồng chí trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí không để hư hỏng, xuống cấp, đáp ứng mọi cái nhu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cấp thiết của đơn vị, luôn đảm bảo hệ số kỹ thuật là một, đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nhiều năm qua, kho kỹ thuật tập trung tốt công tác cấp phát, tiếp nhận, theo dõi, thống kê vũ khí đúng thủ tục, không để xảy ra thiếu hụt, nhầm lẫn. Đồng thời thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, sắp xếp, kiểm tra, niêm cất, giữ gìn bảo mật vũ khí, thông tin tài liệu. Đơn vị chú trọng công tác củng cố, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho tàng, dụng cụ phòng chống cháy nổ, xây dựng kho vũ khí thành đơn vị xanh sạch đẹp, thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Khi bảo dưỡng, sửa chữa, cán bộ chiến sĩ sử dụng hiệu quả các nguyên vật liệu và áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để khắc phục hỏng hóc mà không phải thay mới các chi tiết của vũ khí. Cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cũng đã xác định cho toàn thể cán bộ nhân viên cả trong đơn vị là cái thứ nhất là về học tập về cái tính tỉ mỉ. Đặc thù của đơn vị là đòi hỏi tính tỉ mỉ, cụ thể và chính xác cao. Vì vậy mà chỉ huy đơn vị là cũng đã thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các đồng chí làm công tác chuyên môn cũng như là những đồng chí làm các cái nhiệm vụ tuần tra canh gác là phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, không bị động bất ngờ trước mọi khó khăn và cái thứ hai nữa là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ chiến sĩ kho còn cụ thể hóa bằng việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, vườn rau xanh được duy trì thường xuyên, các công trình nhà ở, khuôn viên cây xanh, khu sinh hoạt quân nhân vừa được đơn vị hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó, cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng khang trang, đời sống tinh thần cho bộ đội ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, thì đối với lại đại đội khoa kỹ thuật thì đã luôn nắm chắc được về số chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật được giao quản lý
đồng thời thực hiện nghiêm các mệnh lệnh về cấp phép tiếp nhận, thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật trong nhiều năm liên tục. Đại đội khoa kỹ thuật thường xuyên được Đảng ủy Chỉ huy phòng kỹ thuật và đặc biệt là Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao. Thành quả của những việc làm cụ thể của cán bộ chiến sĩ kho kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Thời điểm này, bà con nông dân huyện Gia Viễn đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa ngoài đê, năng suất đạt trên 64 tạ một hecta. Vụ đông xuân năm nay, diện tích lúa ngoài đê của huyện Gia Viễn có trên 1.000 hecta, được gieo cấy bằng giống lúa lai, cây cứng, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao. Tuy nhiên, ở phía ngoài đê hữu sông Hoàng Long thuộc địa bàn các xã Gia Trung, Gia Tiến, do ảnh hưởng của chuột phá hoại và sâu bệnh, nên một số diện tích lúa có năng suất kém hơn. Gia đình tôi cấy 7-8 sào, nhưng mà so với thu nhập như năm ngoái là chỉ được 50% do chuột, rồi là nó phá nhiều. Vì diện tích ngày giờ ngoài đê này là nhiều diện tích đấy, nhưng mà người ta lại không cấy, nên là mình cấy là nó chuột bọ là nó sấn đến nó ăn trong khi có đồng. Vừa chuột với bệnh khô lá nữa là nó giảm tỷ lệ xuống. Do diện tích ngoài đê thời gian cấy và thu hoạch ngắn, tốn ít công chăm sóc hơn, bởi có lượng phù sa lớn, năng suất cũng thường đạt cao hơn lúa cấy trong đê. Chính vì vậy mà hiện nay nhiều địa phương vẫn duy trì việc gieo cấy ở diện tích, đồng thời vận động bà con chọn giống lúa ngắn ngày để nhanh thu hoạch, tránh lũ tiểu mãn, đảm bảo vụ lúa ăn chắc. Mới đây, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí về tình hình hoạt động kinh doanh đặt cược. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh, đến nay chưa cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Trong thời gian qua, có những thông tin về việc doanh nghiệp đang truyền thông và quảng bá là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử được chính phủ cấp phép để kinh doanh dự đoán kết quả về thi đấu bóng đá và thể thao có thưởng. Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh cho đến nay, Bộ chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Và cho đến nay, Bộ Tài chính cũng chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Do đó, cơ quan quản lý đề nghị các cá nhân và tổ chức thận trọng, nâng cao ý thức và cảnh giác trước những nội dung truyền thông và quảng bá của những nhà đầu tư này. Một khảo sát mới do Visa và Engine Insights phối hợp thực hiện đã ghi nhận người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dần qua thanh toán số và có 74% người tiêu dùng tại Việt Nam kỳ vọng tăng cường thanh toán không tiền mặt trong 12 tháng tới. Lý do chính là vì ngày càng có nhiều nơi chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, không tiếp xúc, đặc biệt là sau khi dịch COVID-19 bùng phát. 84% người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thông tin cá nhân của họ vẫn được bảo đảm an toàn khi thanh toán trên các thiết bị di động. Các kết quả cũng cho thấy các công nghệ thanh toán mới đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Khảo sát này được Visa và Engine Insights phối hợp thực hiện vào năm 2019 trên 1.020 người tiêu dùng làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian. Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua thành phố Tam Điệp có chiều dài 11,64 km, trong đó qua địa bàn xã Quang Sơn là trên 8 km. Hiện xã đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Giải phóng mặt bằng thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Gia đình ông Mai Văn Dẫn phải bàn giao trên 1 hecta đất nông nghiệp phục vụ thi công dự án. Diện tích bị thu hẹp sẽ không còn phù hợp để canh tác dứa và chè như trước kia. Mặc dù gia đình phải tính tới phương án thay đổi mô hình sản xuất, nhưng ông vẫn luôn ủng hộ chủ trương xây dựng tuyến đường, đồng thuận với phương án đơn giá đền bù theo quy định của nhà nước. Dân chúng tôi thì không phải một mình gia đình chúng tôi, toàn dân ở đây đều ủng hộ từ cái việc mà đo đếm, đo diện tích đất, đếm cây. Là về cái giá đất ý, thì mà Ủy ban nhân tỉnh thì mình đã điều chỉnh năm nay, tức là năm 2020 tôi thấy là hợp lý. Thôn Tân Nguyện có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất của xã Quang Sơn với trên 30 hectare và gần 150 hộ dân bị ảnh hưởng. Do vậy, để tạo đồng thuận, một trong những nhiệm vụ mà thôn đang làm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tới từng hộ dân. Đo đất rồi kiểm đếm tài sản trên đất thì đến nay thì đã xong và nhân dân cũng đã ký vào cái bản dự thảo báo giá. Hầu hết là các hộ nhân dân là đồng thuận cao. Khó khăn hiện nay ở Quang Sơn là một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá đền bù, hỗ trợ một số loại cây trồng. Do vậy, xã tiếp tục đối thoại tháo gỡ khó khăn cho từng hộ, vận dụng linh hoạt các chính sách, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.
tiếp thu các ý kiến của nhân dân, đề xuất với các cơ quan cấp trên về các cái khó khăn những cái của nhân dân, sao mà đưa ra các cái giải pháp cho nó phù hợp. Cái hai là đối với trách nhiệm của địa phương thôi thì tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6 năm 2020, các địa phương phải bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công. Mỗi người dân cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của dự án đường cao tốc Bắc Nam để có sự đồng thuận và ủng hộ trong việc giải phóng mặt bằng cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp dự án BOT đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có đề xuất tăng phí BOT. Theo lý giải của Bộ, nếu giữ nguyên mức phí như hiện tại, nhà nước cần bố trí khoảng 5.080 tỷ đồng hỗ trợ do chưa được tăng giá theo hợp đồng BOT đã ký. Liệu giải pháp này có phù hợp với điều kiện khó khăn như hiện nay? Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, đến hết năm 2019, 45 dự án doanh thu thực tế thấp hơn so với dự báo, thậm chí có những dự án doanh thu chỉ đạt 13-15%. Riêng thời gian dịch COVID-19 vừa qua, lưu lượng phương tiện giảm sâu, có tới 58 trên 60 dự án doanh thu thực tế thấp hơn so với phương án tài chính, trong đó 17 dự án doanh thu chưa đạt được 50% so với dự báo. Cái việc đề xuất tăng phí là nhạy cảm, vì trong lúc thì tất cả các cái chủ trương chung là phải là làm sao là giảm phí. Nhưng mà mình phải đặt mình là đứng về phía của doanh nghiệp đầu tư, vì doanh nghiệp lợi là doanh nghiệp khó khăn. Chính phủ có chủ trương là hỗ trợ các doanh nghiệp để vượt qua cái khó khăn này. Thì việc tăng phí đấy là một giải pháp để làm sao có các cái doanh nghiệp BOT mà đầu tư vào các cái dự án cơ sở hạ tầng giao thông vừa rồi. Trước đề xuất tăng phí BOT của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm khó khăn nên nếu tăng thêm phí BOT thì sẽ tăng thêm gánh nặng chi phí. Càng ngày càng làm ăn càng khó khăn và bây giờ tăng lên này thì người dân khó sống quá. Việc mà các cái chủ đầu tư bot này thì cũng nên nghĩ cho người dân và nên nghĩ cho chính phủ. Nếu mà bây giờ cứ tăng lên như thế này thì thứ nhất là sẽ tạo áp lực cho người dân và thứ hai nữa là gây ra nhiều cái bất công, và cái thứ ba đấy là doanh nghiệp vận tải sẽ là người chịu đầu tiên và sau đến lại đến người tiêu dùng. Hiện nay ngành vận tải đang gặp phải nhiều khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19. Vì vậy, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nên xem xét cụ thể đối với từng dự án BOT và có lộ trình tăng phí phù hợp. Đi vào xem xét một cách nó cụ thể đối với các cái công trình và có cái bước đi, có cái lộ trình rồi đưa cái vấn đề này ra ở cái thời điểm nó thích hợp, không gây cái sốc cho cái ngành vận tải. Phân tích của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy nếu không tăng phí theo đúng lộ trình của các hợp đồng BOT thì nhà nước phải bố trí khoảng 5.080 tỷ đồng hỗ trợ các dự án này. Đây là phương án bất khả thi vì ngân sách không thể bố trí được nguồn tiền này. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết hiện nhiều ngân hàng đã có văn bản báo động về các dự án BOT đang đứng trước nguy cơ trở thành nợ xấu do nguồn thu rất thấp so với phương án tài chính ban đầu. Tới đây bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến cho các chương trình của Đài bằng cách nhắn tin hoặc gọi đến số máy 0888 036199. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.